Xin chào mọi người, mình sẽ làm cái hướng dẫn ngắn về bài Việt Nam trong tôi là mọi người có thể là đền theo cái beat nhạc trên nền nhạc để có thể múa hát gì đó cho những bạn mà ở các chương trình văn nghệ của trường á, thì cũng có thể là vừa đền như thế này cũng được ha. Rồi chúng ta thử ha. Đầu tiên mình sẽ đi trên cao nhảy xuống ha. Tay trái cũng được nha các bạn. Thêm nốt móc đơn và sang chuyển thì ánh móc móc kép cho nó hay hơn. Có thể là chuyển sang phía sau nữa, ví dụ máu đô sa vàng tôi. Kiểu vậy á. Rồi đây một đoạn hướng dẫn ngắn mà người có thể là xếp nhạc phía dưới nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.